Ok, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề về Trung Thu. Mình sẽ làm một cái lúc này Trung Thu để tặng cho thằng của em. Mình trở về cái tuổi thơ, cái Trung Thu mà hồi xưa mình đã chơi bạn bằng xe loại để đẩy. Đó, bây giờ bữa mình có đi quăng một cái clip là về Trung Thu. Mình đi mua cái lồng đèn nó nhỏ quá, mình thấy lồng đèn chơi không vui. Mình thích cái lồng đèn mà tự tay mà mình làm ra lồng đèn đó, mình để đẩy nó mới vui. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm cái lồng đèn đó nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu làm cái này, cái khung cảnh hôm bữa mình làm lại mấy cái chậu bông. Cái nguyên liệu mình nếu muốn làm cái lồng đèn đó, mình phải có nguyên liệu đó chính là lon, kéo, chài, móc và cây chu vít. Tức là mình làm thêm cái lồng đèn nhỏ nữa nha các bạn. Đây, giờ mình bắt đầu mình làm nha. Mình sẽ mẻ cái móc này ra nha các bạn. Ok các bạn, giờ ra tối các bạn, giờ tôi sẽ lắp vô coi nó này nó như thế nào các bạn. Ok, giờ em tôi sẽ đẩy nha các bạn. Coi coi nó xây đẹp thế nào các bạn. Rồi, đẩy.
Cảm ơn bạn. Đây là thằng. Chào bạn, nhà là anh em tôi. Chào bạn.